từng quý nhà phát hành game và 100 game thủ đặc biệt đã có mặt trong sự kiện online của Rise of Kingdom Hà Nội trong buổi tối ngày hôm nay. Và lời nói đầu tiên cho các học sinh xin được thay mặt cho những người thành viên chương trình xin gửi tới các thể quý vị và các bạn lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng trân trọng nhất. Thank you.